Xin nghỉ chào tất cả quý phụ huynh và các em học sinh. Video học hôm nay chúng ta sẽ cùng đi vào bài tiếp theo ở trong quyển vở bài tập toán lớp 3 bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống. Đó là bài 3, tìm thành phần trong phép cộng phép trừ. Chúng ta đi vào tiết thứ nhất. Bài số 1 yêu cầu các bạn điền số vào các cái ô trống ở đây. Như vậy ở đây chúng ta có các cái phép cộng và đang bị khuyết đi một số các cái số hạng. Vậy các em nhớ cho cô quy tắc là muốn tìm số hạng chưa biết thì các em lấy tổng trừ đi số hạng kia. Như vậy chúng ta sẽ dừng lại, các em làm bằng cách lấy tổng trừ đi số hạng kia để tìm ra cái số hạng chưa biết này. Đấy, thì các bạn làm sau đó thì các em sẽ đối chiếu với phần đảo chữ của cô. Bây giờ cô bắt đầu chữa bài. Cô có ý A là muốn tìm cái số hạng chưa biết ở đây, cô lấy 31 trừ đi 14. 31 trừ đi 14 thì bằng 17. Như vậy, ở ô trống này các em điền cho cô số 17. Sang ý B, để tìm số hạng chưa biết, các bạn lấy tổng trừ đi số hạng kia. Như vậy chúng ta sẽ lấy 80 trừ đi 45. 80 trừ 45 thì bằng 35. Như vậy, ô trống này các em sẽ điền cho cô số 35. Tiếp theo, để tìm số hạng chưa biết, các em lấy tổng trừ đi số hạng kia. Như vậy lấy 100 trừ đi 15 để ra cái ô trống này. Như vậy chúng ta sẽ lấy 100 trừ đi 15 thì bằng 85. Vậy ở ô trống này các em sẽ điền cho cô số 85. Như vậy là chúng ta đã nhanh chóng làm xong được bài tập số 1. Những bạn nào mà chưa xong bài tập số 1, các em hãy dừng lại một chút, tiếp tục làm cho xong bài tập số 1. Bây giờ cô và các em sẽ chuyển sang bài tập tiếp theo, chúng ta sẽ chuyển sang bài tập số 2. Ta có bài tập số 2, ở đây người ta cho các bạn một cái bảng. Bảng này có 3 dòng, số hạng, tổng. Tổng tức là các em lấy hai số hạng, các em cộng với nhau thì chúng ta được kết quả là tổng. Đúng không nào? Còn muốn tìm số hạng chưa biết thì các em lấy tổng trừ đi số hạng kia. Như vậy, bây giờ các em sẽ đặt phép tính để tìm cái ô đầu tiên này. Các em lấy hai số hạng phía trên cộng với nhau để ra kết quả tổng. Như vậy các em sẽ lấy 35 cộng với 14. 35 cộng với 14 thì bằng 40, 49. Như vậy ở ô tổng này các em sẽ điền cho cô số 49. Còn để tìm số hạng chưa biết thì các bạn lấy tổng trừ đi số hạng kia. Các em lấy tổng trừ đi các số hạng đã biết để tính ra các cái số hạng chưa biết. Như vậy thì các em có thể dừng lại làm. Sau đó thì sẽ đối chiếu tiếp với phần bài chữ của cô. Ở đây, các em lấy 42 trừ đi 27. 42 trừ đi 27, kết quả bằng 15. Như vậy, ở ô này các em sẽ điền cho cô số 15. Tiếp theo, vẫn là muốn tìm số hạng chưa biết, các em lấy tổng trừ đi số hạng đã biết. Như vậy, các em sẽ lấy 50 trừ đi 16. 50 trừ đi 16 thì bằng 34. Vậy, ở ô này, các em sẽ điền cho cô số 34. Tương tự như vậy, muốn tìm số hạng chưa biết, các bạn lấy tổng trừ đi số hạng đã biết. Vậy, tiếp theo, lấy tổng trừ đi số hạng đã biết nha các bạn. Đây, cái này là đang bị lỗi. Đây. Đây sẽ là phép trừ này, đúng không? Ta có 42 trừ đi 36 thì sẽ bằng 6 các bạn nhá. Đấy, bằng 6. Như vậy ở ô này các em sẽ điền cho cô là số 6 được không nào? Đấy. Đây, muốn tìm số hạng chưa biết, các em lấy tổng trừ đi số hạng kia, đúng không? Trừ đi số hạng đã biết đấy.
Như vậy thì ở ô tiếp theo các bạn sẽ lấy 42 trừ đi 36. 42 trừ đi 36 thì bằng 6. Như vậy ở ô này các bạn sẽ điền cho cô là số 6. Hơi lệch một chút các bạn. À, tức là để sang đây chút nhé. Đấy. Đấy, như vậy ở đây là các bạn sẽ điền cho cô là số 6, được không nào? Đấy, ta có 6 cộng 6 bằng 12 này. Viết 2 nhớ 1 này. 3 này nhớ 1 nữa bằng 4, đúng không? Đấy, đây cũng vậy. Muốn tìm số hạng chưa biết thì các em lấy tổng trừ đi số hạng đã biết. Như vậy các em lấy 100 trừ đi 68. 100 trừ đi 68 thì bằng 32. Đó, như vậy thì ở ô trên này các bạn sẽ điền cho cô là số 32. Như thế là cô và các bạn đã vừa hoàn thành xong được cái bài tập số 2. Những bạn nào mà chưa xong, các em hãy dừng lại một chút, tiếp tục làm xong bài tập số 2 nhé. Bây giờ cô và các bạn sẽ chuyển sang bài tập tiếp theo, là chúng ta sẽ chuyển sang bài tập số 3 nhé các bạn. Ta chuyển sang bài tập số 3 như sau. Một đội đồng diễn thể dục có 100 người, trong đó là có 60 người là nữ rồi. Hỏi đội đồng diễn đó có bao nhiêu nam? Như vậy là muốn biết là cái đội đồng diễn này có bao nhiêu nam thì các em làm phép toán gì ở đây? À, chúng ta làm phép toán trừ đúng không? Đấy, như vậy chúng ta sẽ lấy tổng tổng số người là 100 người. Các em trừ đi số người là nữ này thì sẽ ra được số người là nam. Như vậy sau khi phân tích xong, các bạn hãy dừng lại một chút, các em làm. Sau đó thì các bạn sẽ đối chiếu bài 3 với cô nhé. Bây giờ cô và các bạn sẽ cùng chiếu bài 3 như sau. Ta có đội đồng diễn đó có số nam là, các em sẽ lấy tổng 100 người trừ đi 60 người thì sẽ bằng 40 người nam. 40 nam. Và đáp số là bằng 40 nam. Đấy, tức là 40 người nam đấy. Như thế là chúng ta đã xong được thêm bài tập số 2 và bài tập số 3. Những bạn nào mà chưa xong, các em hãy dừng lại tiếp tục làm cho xong hai bài tập này. Bây giờ cô và các bạn sẽ chuyển sang bài tập tiếp theo. Ta chuyển sang bài tập số 4 như sau. Yêu cầu các bạn điền số vào cái ô trống này. Như vậy để điền số vào ô trống này thì chúng ta sẽ cùng nhìn qua này. Ta có 12 cộng với 28 cộng với bao nhiêu đấy để bằng 60. Vậy các em sẽ thực hiện cái phép toán này cho cô. Các em sẽ tính 12 cộng với 28 xem bằng bao nhiêu. Như vậy chúng ta có là 12 cộng với 28 thì bằng 40. Đấy, 2 cộng 8 bằng 10, biết không, nhớ 1. 1 cộng 2 bằng 3, nhớ 1 bằng 4. Như vậy chúng ta sẽ chuyển sang phép toán. Cái này là các em đang nháp ở phía ngoài nhé. Đang nháp ở phía ngoài nên là cô dùng mực đỏ đây. Như vậy chúng ta có 12 cộng với 28 thì bằng 40. Vậy 40 cộng với chấm chấm chấm, chúng ta chưa biết chấm 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 này bằng bao nhiêu cả. Bằng 60. Như vậy cái này là bằng 40 này. 40 cộng với một số nào đấy bằng 60. Như vậy chúng ta có số hạng này cộng với số hạng để bằng tổng. Vậy muốn tìm số hạng chưa biết, các em sẽ lấy tổng trừ đi số hạng đã biết. Như vậy ở đây chúng ta sẽ làm phép toán là lấy 60 các em trừ đi 40 để ra được cái phần chấm chấm này. Như vậy cái phần chấm chấm này sẽ là bằng 20. Đấy. Như vậy thì cái phần chấm chấm này 20 thì các em sẽ điền vào đây cho cô là số 20. Và cái phần màu đỏ này là các em nháp ở ngoài giấy nháp, được không? Đấy. À, chúng ta có 12 cộng 28 bằng 40. Như vậy cái phép toán này chúng ta sẽ chuyển thành 40 cộng một số nào đấy bằng 60. Vậy đây là tìm số hạng chưa biết thì các bạn lấy tổng trừ đi số hạng đã biết. Đấy thì sẽ ra được số này bằng 20. Trên đây là cô và các bạn đã vừa đi xong được cái bài tiếp theo, tức là bài 3 tiết 1 ở trong quyển vở bài tập toán lớp 3 bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống. Để tiếp tục đón xem các video miễn phí trên kênh, các bạn hãy đừng quên là nhấn đăng ký kênh và bấm chuông nhé. Ủng hộ cô thì hãy giới thiệu bạn bè của các em vào YouTube gõ từ khóa là kênh Mít Hạnh các em. Đấy, gõ từ khóa kênh Mít Hạnh để xem thêm các cái video miễn phí khác ở trên kênh của cô, và cũng là động lực để cô ra thêm nhiều video cho các bạn, được không nào? Cảm ơn tất cả quý phụ huynh, các em học sinh đã dành thời gian theo dõi video bài giảng.
Hẹn gặp lại tất cả quý phụ huynh, các em học sinh ở các bài học tiếp theo.